Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Chi Dân lần đầu nói về chuyện chia tay, ngầm xác nhận đã được ai nấy đi với Lan Ngọc. Sau bao lần úp bỏ, nay Chi Dân viết status nhắn trực tiếp chuyện chia tay như muốn gửi đến ai đó. Dù chưa từng một lần công khai để đánh dấu chủ quyền, thế nhưng Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân được dân tình ủng hộ và xem như cặp đôi trai tài gái sắc trong showbiz. Ấy vậy mà dạo gần đây, khắp nơi rầm rộ thông tin cho biết cặp đôi đã chia tay được hơn một năm. Tuy nhiên, ngọc nữ điện ảnh và bạn trai tin đồn không lên tiếng trước loạt tin đồn này. Sau bao phen úp mở mở, chiều 19 tháng 10 trên Facebook cá nhân, Chi Dân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc như tâm trạng của những người sau khi chia tay. Cụ thể, giọng ca 8X chia sẻ, chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản là có nhiều lý do để không thể bên nhau được nữa. Chấp nhận sự thật sẽ bớt đau hơn nhiều đó, phải không em? Đây là lần đầu bạn trai tin đồn của Lan Ngọc nhắc đến chuyện tình cảm và đề cập đến vấn đề tan vỡ, hậu vướng nghi vấn đã đứt gánh sau 2 năm âm thầm bên nhau. Thánh Hống cho rằng đây có thể là động thái Chi Dân ngầm xác nhận đã toang với Lan Ngọc. Tuy nhiên, nhiều khán giả đặt nghi vấn nam ca sĩ chỉ đang PR cho sản phẩm âm nhạc. Thật hư thế nào chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Trước đó khi được hỏi về Lan Ngọc, Chi Dân cho biết Ngọc Nữ là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. Bất cứ chàng trai nào cũng phải liêu xiêu khi đứng trước Lan Ngọc và Chi Dân cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Chi Dân khẳng định chuyện tình cảm khi chắc chắn sẽ công khai với khán giả. Nam ca sĩ không muốn công bố, rồi đến khi chia tay phải lên phân trần kể lể. Cho đến nay, cả Chi Dân và Lan Ngọc chưa từng lên tiếng để xác nhận hay dập tan tin đồn đã rạn nứt sau nhiều năm hẹn hò. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.